Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Mai Phương Thúy mặc bó sát gợi cảm nhưng điều này mới gây chú ý mạnh. Mới đây, Hoa hậu Mai Phương Thúy đã có mặt tại một talk show để bàn về cách bài trí phòng ăn cùng nhà thiết kế nội thất Thái Công. Mai Phương Thúy gây ấn tượng với khán giả bởi bộ đầm ốm sát xẻ cao và cút áo táo bạo để lộ những đường cong cơ thể đầy gợi cảm. Trước đây, cô từng mặc một bộ đồ tương tự như vậy khi tham gia chương trình Người ấy là ai, chỉ khác về màu sắc mà thôi. Tuy nhiên, do thân hình đồ sộ của mình nên Mai Phương Thúy dù rất xinh đẹp và gợi cảm nhưng lại khiến khán giả bị choáng ngợp, tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng cô như một người khổng lồ so với MC Mai Anh và nhà thiết kế Thái Công. Được biết đây không phải là lần đầu tiên Mai Phương Thúy khiến những người đứng cùng bị nép vế bởi chiều cao khủng của mình. Ở rất nhiều bức hình chụp chung với những nghệ sĩ khác, Mai Phương Thúy cũng lấn át họ với sự chênh lệch lớn về chiều cao của mình. Mai Phương Thúy gây ấn tượng với chiều cao khủng của mình. Về phía mình, Mai Phương Thúy chia sẻ: đôi điều, hiện tại tôi rất bận rộn nên gần như không còn nhiều thời gian cho những bữa ăn ở nhà. Tôi thấy dù ăn ở nhà hay ở ngoài cũng đều cần một không gian lịch sự ấm cúng để mình được thưởng thức một bữa ăn vui vẻ với người mình muốn trò chuyện. Đối với tôi, ăn ở đâu cũng được, quan trọng là bàn ăn thế nào, không gian xung quanh bày biện ra sao, ngồi ăn với ai. Đôi lúc tôi chỉ mời một người về nhà để ăn cùng mình, nhưng đôi khi lại mời nhiều người. Nhưng nhiều nhất tôi cũng chỉ mời đến 4-5 người thôi. Với tính cách của tôi thích những buổi gặp gỡ thân mật, không nhiều người quá. Mời ít thì tôi nói chuyện được với tất cả mọi người, còn đông hơn thì khó. Dù ít khi ăn ở nhà nhưng tôi vẫn thấy phòng bếp, phòng ăn là quan trọng. Tuy ít ăn ở đó nhưng nó vẫn phải chất lượng với tôi. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.